trên này vẫn có nhà dân, nhà người ở trên này cha. Trên núi cao là vẫn có người ở này. Có đường xe hơi chạy lên đó. Bây giờ mình đang ở lưng chừng trời nè. Ây da ơi. Đây nó bập bền nha nè. Còn một khúc nữa mới tới mà. Trên này vẫn có nhà dân, nhà người ở trên này ta. Núi cao rồi vẫn có người ở nè. Có đường xe hơi chạy lên á. Thế quá tuyệt vời, thành ra người ta đi tới đâu các người từ thế giới cũng tới đây luôn. Bây giờ mình đang ở lưng chừng trời nè. Ây da ơi. Ở đây mình xuống cái cáp treo rồi là bắt đầu mình đi bộ ra khỏi cái khu vực cái building của cái cáp treo. Cái thang này nó cứu đưa mình đưa cho đỡ mỏi giò một chút. Nó tới một cái là phải lo là một bước ra chứ không nó tiếp tục có đi nữa. Thank you.
Mẹ lên ngồi chơi mấy đứa con. Má qua đây không? Tuyết đó không. Vậy đó mà cái mùa đông người ta leo lên tới trên đó nó cũng ghê lắm. Sót không bỏ vô rồi chứ. Anh ơi, rồi lên đây ngồi chơi nè, lên đây nè, anh ơi đi gì, lên đi ngồi với bà, với mẹ nè. Thế con lên đây ngồi nè. Cố gắng thôi.
cắp treo lên xuống vùng vụt lên. Như ngược là phía sau nè.